Chào các bạn. Trước khi chúng ta bắt đầu cái bài thực hành số 1 thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt một số công cụ cần thiết để chúng ta làm việc ha. Thì ở đây chúng ta cần có cái bộ JDK, trong đó nó bao gồm có cái trình biên dịch Java và cái máy ảo Java. Rồi chúng ta cần có một cái IDE để chúng ta lập trình, đó là Eclipse. Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt ở trên cả hai nền tảng đó là Linux và Windows. Thì đầu tiên là ở trên Linux thì các bạn cài JDK rất là đơn giản thông qua cái dòng lệnh thôi. Ha, chúng ta mở terminal lên. Rồi chúng ta sẽ gõ lệnh đó là sudo apt get update. Gõ mật khẩu vô. Thì cái lệnh này nó sẽ chạy và nó update các cái gói phần mềm ha cho nó mới nhất. Rồi ok. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành ta cài đặt JDK bằng cái lệnh đó là sudo apt get install. Cái tên của gói này đó là Open JDK 8 JDK. Rồi chúng ta sẽ bấm là Yes. Rồi chúng ta đợi cho nó chạy thôi. Rồi sau khi mà nó cài đặt xong thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta kiểm tra coi nó có hoạt động tốt chưa ha. Đầu tiên chúng ta kiểm tra cái trình biên dịch Java ha, Java C. Chúng ta gõ Java C version để chúng ta coi nó có chạy chưa. Rồi ok ha. Java version để kiểm tra xem là cái máy ảo Java nó có hoạt động chưa. Đó, như vậy thì chúng ta thấy nó là cái trình biên dịch Java và cái máy ảo Java nó đã hoạt động tốt rồi. Rồi tiếp theo là cái IDE là Eclipse. Thì chúng ta sẽ truy cập vào eclipse.org và chúng ta tiến hành chúng ta download thôi, chúng ta bấm vào cái chỗ download ha. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ chọn nó là cái chỗ mà download package ha. Download package. Rồi. Chúng ta sẽ chọn đây. Eclipse IDE for Java Developers. Đó. Ở đây tôi đang xài Linux và phiên bản của tôi đó là AMD 64 tức là 64 bit cho nên tôi sẽ bấm vào đây để tôi download. Rồi ta bấm vào cái chỗ download ha. Rồi, ta save. Ta đợi cho nó download cho xong ha. Sau khi mà chúng ta download xong thì nó sẽ nằm ở trong cái mục download nè ha. Chúng ta có cái Eclipse và Java Neon nè. Ta mở nó lên. Rồi chúng ta sẽ tiến hành ta giải nén nó ra ngoài desktop đi ha. Rồi, ra ngoài desktop. Extract ha. Rồi, thoát luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành á, chúng ta copy cái thư mục này nè vào cái thư mục là opt của Linux ha. Ở đây đây là thư mục là opt nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gõ cái lệnh ta chuyển nó ra ngoài desktop ha. Ta gõ cái lệnh là sudo cp gạch r thư mục hiện tại Eclipse. Rồi chuyển nó vào cái thư mục là opt. Rồi. Đó. Thì chúng ta sẽ vào cái thư mục opt chúng ta kiểm tra xem. Đó thì bây giờ chúng ta sẽ có cái thư mục đó là Eclipse, ta mở nó lên. Ta mở cái file Eclipse này lên, cái file thực thi nè. Và chúng ta đợi cho Eclipse nó khởi động ha. Rồi thì khi mà chúng ta khởi động thành công cái Eclipse thì nó sẽ có cái giao diện giống như thế này. Các bạn sẽ bấm vào để chúng ta pin cái này lên trên cái thanh taskbar luôn để cho nó dễ xài nè. Cái thanh launcher này ha, lock to launcher nè. Kéo lên trên đi, sau này cho dễ xài. Rồi ví dụ tôi để đó. Rồi, xong. Như vậy thì chúng ta đã hoàn thành cái việc là cài đặt cái môi trường để chúng ta làm việc ở trên Linux ha.